여러분 안녕하세요. xin chào tất cả các anh chị lại tiếp tục trở về bài học phân biệt E và E sau của thầy ha. Lý do tại sao mà có tới 2 clip bởi vì là cái chương trình này thì nó chỉ cho lưu có 15 phút thôi. Mà clip kia thì thầy lỡ nói đến 15 phút rồi vì muốn giảng kỹ cho các anh chị hơn ấy mà. Thì bây giờ chúng ta ôn lại một chút về là những cái E mà nó đã dùng. Thì như chúng ta đã học cái bài học trước, E là đi với từ chỉ không gian, thời gian đúng không? E đi với từ chỉ hành động, hướng đến. E đi với chỉ nguyên nhân của hành động và E dùng kèm với từ chỉ đơn vị số đếm và E dùng với ý nghĩa là chỉ duy nhất. Thì các anh chị nào mà quên bài học này thì các anh chị có thể coi lại video bài số 25 phần 1 ha. Và bây giờ chúng ta tiếp tục video bài 25 mà phần số 2. Thì lúc nào thì chúng ta dùng E so? Thì các anh chị nhìn nè. Chúng ta dùng một cái địa điểm của hành động. Đây chúng ta ví dụ như nung chăng e so bạn un tomato tạo cô ta, nghĩa là tôi đang hái cà chua bi ở nông trại. Thì địa điểm của hành động là gì ạ? Địa điểm của hành động chính là ở đây là tại cái nông trang này nè. Tôi là sao? Tôi đang thực hiện cái hành động là đang hái cà chua bi. Như vậy khi chúng ta có một hành động mà diễn ra tại một cái địa điểm nào đó, tại cái một cái nơi chốn nào đấy thì nhất định chúng ta phải dùng e so. Còn hồi nãy chúng ta có gì ạ? Chúng ta có là hakyo e kata. Đấy, chúng ta tại sao chúng ta lại không dùng e so? Bởi vì các chị giải thích cho anh chị nói với thầy rằng là chữ e, chữ kata cũng là một cái động từ hành động mà thầy, thì tại sao mà lại dùng là e mà không dùng là e so? Thì các chị nhớ không, cái thằng kata này nè các anh chị, là nó đi đúng không? Nó đi hướng đến. Hướng đến cái địa điểm, đi hướng đến. Thì các chị thấy là gì? Khi mà thằng này nó đi hướng đến là sao? Kata đi tới trường thì chúng ta kết thúc cái hành động rồi, nó đâu còn cái hành động nào nữa đâu. Cho nên nó phải dùng e. Và đúng với cái quy định của người ta là gì? E đi với một cái gì các anh chị? Một cái động từ hành động mà có tính hướng đến. Thì kata là đi luôn, từ điểm A cho đến điểm B, nghĩa là dịch chuyển từ A hướng tới B. Đấy, cho nên là chúng ta nhớ ha. Còn e so thì sao? Cái hành động tại cái nông trại, ví dụ như trong câu này là gì? Cái hành động của tôi tại nông trại đang diễn ra là tôi hái cà chua bi, cho nên phải dùng e so. Gọi là chi bề so suy ta, nghỉ ngơi đúng không? Tôi đang nghỉ ngơi ở nhà, có nghĩa là bạn đang nằm ở nhà để bạn nghỉ, hoặc là bạn đang dùng cái trạng thái gì đó mà bạn không làm việc và bạn chỉ nghỉ ngơi thôi. Thì cái hành động đó diễn ra thì chúng ta dùng e so. Các anh chị hiểu đến đây hiểu chưa ạ? Đúng không? Nó đã có một khái niệm rồi. Còn chỉ xuất phát của hành động thì chúng ta thấy xuất phát của hành động như thế nào? Hakyo e so, từ ở trường. Chipkachi, cho đến nhà. Thì có korosayo, đó là tôi đã đi bộ thì các anh chị từ trường học về tới nhà. Thế như vậy là chỉ cái địa điểm xuất phát đúng không? Từ địa điểm xuất phát là gì? Là trường học, và tôi đã đi bộ tới đâu? Đi bộ tới nhà. Như vậy câu này là tôi đã đi bộ từ trường về tới nhà, chỉ xuất phát của một hành động. Cũng như betunam so watta, tôi đến từ đất nước Việt Nam, gọi là tôi là người Việt Nam, quê hương của tôi là Việt Nam, và điểm xuất phát ở đâu? Là từ Việt Nam của tôi. Như vậy là betunam so watta. Các anh chị hiểu chưa ạ? Rồi, như vậy e so với e khác nhau ở cái chỗ là gì? E nó có rất là nhiều trường hợp, nhưng thầy chỉ phân biệt các anh chị là các anh chị nói tại sao cái hồi nãy cái câu của chúng ta là gì nè? Chúng ta nói là bam ở che bam, ở che bam, hoặc chúng ta có thể nói là ở che bam đúng không? Yon tu si e chắc tà, nghĩa là gì? Đêm 12 giờ đêm ngày hôm qua tôi đã ngủ. Thì ở đây là tại sao là dùng e mà không dùng e so? Bởi vì sao? Thì cha tà nó cũng là một cái động từ, cha tà cũng là một cái động từ hành động mà. Nhưng ở đây không phải như vậy, mà e ở đây là dùng với từ chỉ thời gian, và từ chỉ thời gian ấy là ở chết băm dẫn tu si, 12 giờ đêm ngày hôm qua. Và e so ở đây chúng ta dùng thì chỉ khi nào cái hành động đó diễn ra tại cái nơi chốn mà chúng ta đang nói, diễn ra tại cái nơi chốn mà chủ thể đang làm, thì lúc đó chúng ta mới dùng chữ e so. Đến đây thì các anh chị hiểu chưa ạ? Ok, thì tin là các anh chị đã hiểu rồi. Nhưng cũng có một số trường hợp đặc biệt.
Trong thứ tiếng nào thì nó cũng có những trường hợp đặc biệt đó các anh chị. Thì những trường hợp đặc biệt như thế nào chúng ta đọc đầu tiên chúng ta đọc nào. 언제부터 내 꿈에서 살았어요? 나는 내 꿈에 살고 있다. 농장에 서 있는 사람이 누구지요? Thì đây chúng ta thấy như nào? 언제부터 내 꿈에서 살았어요? 에서 살다. 에 살다. Thì chúng ta thấy nào? Để thầy gặp cho anh chị có nha. 에서 살다. 에 살다. Cũng là động từ salda nhưng mà tại sao cái là e so salda mà một cái là e salda? Thì chúng ta nhớ là động từ salda là một động từ đặc biệt mà sao các anh chị thằng nào dùng với nó cũng được, chữ e dùng cũng được mà chữ e so dùng cũng được. Cho nên với động từ salda là động từ sống thì chúng ta thoải mái dùng nó là chữ e hay so. Nhưng các anh chị nhớ nha, có một cái từ đấy là gì các anh chị? Sa tà là mua ấy, các anh chị thường bị nhầm ấy. Các anh chị nói là ủa từ sa tà thì tại sao là chữ e so, ví dụ như tôi mua đồ ở đâu thì tại sao là dùng chữ 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 e so? Thì đúng rồi, chúng ta mua đồ ở đâu là một cái địa điểm diễn ra cái hành động của chúng ta thì chúng ta nhất định phải dùng chữ e so. Còn từ sống là từ san tà nha các anh chị, phải có ri in, có nghĩa là có chữ r ở vị trí số 3, có nghĩa là vị trí bát chim nha. Rồi ok, bây giờ chúng ta tiếp tục. Ở đây chúng ta thấy nông trang e so in nên sarami nụ so in nên động từ này cũng là một động từ hành động mà tại sao dùng e? Bởi vì người ta quy định là e sẽ đi với động từ so tà là động từ đứng. Như vậy chúng ta nhớ nha, có hai động từ, một san tà thì dùng được cả e so và e, nhưng chữ so tà là đứng thì chỉ dùng chữ e thôi và không dùng chữ e so. Đáng lẽ dùng chữ e so nhưng mà ta dùng chữ e thôi. Như vậy đây là trường hợp đặc biệt mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Như vậy bài học ngày hôm nay, bài 25 phần 2 thì thầy đã phân tích rõ hơn sự khác biệt giữa e và e so. Và chúng ta nếu như không hiểu rõ lắm thì các anh chị hãy xem lại bài 25 phần 1, kết hợp bài 25 phần 1 và bài 25 phần 2 thì chúng ta sẽ dùng được chữ e và e so trong những trường hợp nào. Thì tin là như vậy. Và chúc các anh chị sẽ học thành công và hiểu cái bài sự phân biệt e và e so của thầy nha. Và đến đây thì clip cũng hết. Và cũng là câu nhắc nhở thường xuyên, nếu như mà các anh chị thích đăng ký, like, share thì các anh chị đăng ký cho kênh của thầy, share cho các bạn cùng học và like để chúng ta lưu lại những video đấy. Và những cái thao tác này thầy có làm một cái clip riêng để là clip hướng dẫn cách đăng ký và lưu lại những bài học của thầy để chúng ta có thể coi lại được từ bài 1 cho đến những cái bài mà thầy giảng hiện thời là đã là bài 25 phần 2. Thì bởi vì sao như vậy? Bởi vì là thầy đã nhận được rất là nhiều các cái thông tin nhắn riêng cho thầy, gửi mail cho thầy nữa là thầy ơi tại sao em không coi lại được bài 1 của thầy. Thì thầy muốn nhắc lại như vậy. Nếu các anh chị coi đến đây thì các anh chị nhớ nhé, nếu không biết cách đăng ký hoặc là để nhận được những bài học của thầy ngay sau khi thầy đăng thì các anh chị hãy vào clip hướng dẫn đăng ký cái kênh YouTube của thầy Cường để mà các anh chị hiểu hơn. Và thầy cũng có làm những cái video về du lịch, thì đi học thì chúng ta cũng phải có những cái giải trí, thì các anh chị vào đấy để các anh chị xem, căng thẳng quá thì chúng ta trở lại bài học để cho chúng ta học tốt hơn. Và đến đây thì thầy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị trong những clip sau nhé. Annyeonghi geseyo.